Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, thời gian gần đây, cư dân mạng gọi tên một số vị tu hành nhiều tai tiếng, ví như Thầy Thích Trúc Thái Minh, Thầy Thích Chân Quang, Thầy Thích Nhuận Đức, Thầy Thích Mật Hạnh và rất nhiều vị tu sĩ khác. Thiết nghĩ năm 2024 là năm mà Phật giáo Việt Nam chúng ta xảy ra nhiều sự kiện và biến động. Các sự kiện tiêu cực đó đã và đang làm lung lay niềm tin về Phật Pháp trong lòng Phật tử. Hình ảnh các vị tu sĩ cao quý, đáng kính trong lòng mỗi người trước đây dần dần phai nhạt. Thay vào đó là những hoài nghi, những trăn trở, những thắc mắc chưa được giải đáp thấu đáo. Vâng, đó là chúng tôi đang nói đến các tu sĩ Phật giáo thật. Bên cạnh đó, còn có một số thành phần đóng giả tu sĩ, tăng ni để nhằm trục lợi cá nhân. Một trong số đó phải kể đến danh xưng thầy chùa ăn thịt chó. Vị tu sĩ này chỉ qua một đêm đã biến thành hiện tượng mạng. Ông đã tung ra những phát ngôn gây sốc, nhắm vào những vấn đề gây tranh cãi về Phật giáo, nhất là câu chuyện cúng dường. Ông cũng xuất hiện trong những video ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng vịt lộn và thu hút được hàng triệu lượt xem và bình luận. Ông cũng gây chú ý về mặt trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, rồi ngay sau đó bị bóc phốt là thuê đồ chụp ké. Ông gây xôn xao khi vào quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh ăn chơi trong trang phục của người tu hành. Và cái kết là bị bắt giữ truy tố vì tội lợi dụng lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy người đàn ông này là ai? Tại sao ông ta lại có những hành động và phát ngôn như vậy, trong khi mặc trên mình trang phục của nhà tu hành? Sự thật từ sâu bên trong câu chuyện này là như thế nào? Thông tin xác thực là từ đâu? Quý vị hãy cùng xem video hôm nay của chúng tôi để cùng làm rõ vụ việc này nhé. Kính thưa quý vị, trong vài năm gần đây, người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc đã xuất hiện với tần suất nhiều lần trên mạng xã hội, nhất là trên nền tảng TikTok. Trong đó, các video, clip ngắn thể hiện ông Nguyễn Minh Phúc quát pháp phục tôn giáo, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung Ương ở huyện Củ Chi. Cùng với hình ảnh này, nhà sư giả có nhiều hình ảnh hành động phát ngôn gây sốc tục tiểu trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam và xúc phạm các tôn giáo khác. Nguyễn Minh Phúc với pháp danh là Nguyễn Tâm Phúc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1981 tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nghèo khó. Từ nhỏ, ông đã sống không có tình thương cha, chỉ ở với mẹ. Hoàn cảnh càng trớ trêu khi mẹ của ông gặp phải căn bệnh tâm thần nhẹ. Sống trong mái ấm, chỉ có tình thương mẹ cùng hai người em gái cùng mẹ khác cha, khiến cho ông trở nên mạnh mẽ, chịu thương chịu khó để làm việc kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Tuy nhiên, với những thông tin chúng ta đã tìm kiếm trong thời gian qua, thì những người thân như ông bà bên ngoại và nội của ông khá đầy đủ, công việc ổn định, cùng với đó có trình độ học thức khá cao, tuy nhiên ít khi nào giúp đỡ gia đình ông. Bên cạnh luồng thông tin về tiểu sử thầy Thích Tâm Phúc, thì vấn đề đến với Phật Pháp của ông cũng gây sự chú ý khá nhiều đến mọi người. Vào năm 4 tuổi, ông mắc bệnh ghẻ lở ở đầu. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa trị, cho nên gia đình đã mang gửi vào chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, mong muốn xin được nương nhờ cửa Phật để được giúp đỡ. Với tấm lòng bác ái từ bi, ông được trụ trì Ngộ Chân Tử yêu thương giúp đỡ, tiếp nhận và đảm nhận trách nhiệm chăm lo cho ăn học sau này. Thời gian dần dần có sự thay đổi, không đủ tài chính để tiếp tục duy trì cho đến năm 1975, viện Dục Anh chùa Hoằng Pháp đã phải giải tán. Dạo một vòng qua mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người mẹ của thầy Thích Tâm Phúc cô đơn, hiu quạnh trong ngôi chùa nhỏ mục nát. Kể từ ngày ông bị tạm giam, thì bà cụ sống một mình trong ngôi chùa này. Dù đã tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm bệnh tật, thiếu thốn đủ thứ,
cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, nhưng bà cụ vẫn cố gắng bám chùa, hương khói ngày đêm, mong ngóng người con trai Thích Tâm Phúc trở về, mặc dù ngày ấy có lẽ rất xa. Các nhà chức trách khẳng định ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo suốt 13 năm. Nơi Nguyễn Minh Phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo. Tên chùa Hoằng Pháp Trung Ương chỉ là bảng hiệu do Nguyễn Minh Phúc tự ý dựng lên, thực chất là nhà tình thương tạm cho dân nghèo. Có người phản biện cho rằng không ai cấm công dân tu tập, không ai cấm lập bàn thờ Phật tại gia, rằng tu hành là tự nguyện, không cần phải được cấp giấy chứng nhận thì mới là tu hành. Một số người cuồng tín ông thì còn đi xa hơn, so sánh ông Nguyễn Minh Phúc này với nhà tu hành Thích Minh Tuệ, cho rằng cả hai sư đều tự phát nguyện tu tập, là những người tự tu không gây ảnh hưởng đến ai. Ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo của người tu hành, thế nhưng lại ăn mặn, không từ một thứ gì. Ông nói rằng tu cũng có nhiều phái, tu như ông là tu theo phái, không phải ăn chay. Ông Nguyễn Minh Phúc sau khi bị bốc phốt là chẳng phải cử nhân luật gì hết, ông còn tuyên bố băng nào cũng mua hết. Một số người lại cho rằng, đấy, thầy đang châm biếm hiện tượng của một tu sĩ mua bằng nào đó, và chúng ta cũng ngầm hiểu vị tu sĩ nhắc đến đó là ai. Tóm lại, bất cứ điều gì ông Nguyễn Minh Phúc nói làm đều sẽ được những người ủng hộ ông quy cho là thô nhưng mà thật, là dũng cảm nói lên hiện thực xã hội. Mặc dù nếu hiện thực xã hội mà toàn màu đen, toàn tiêu cực như ông Nguyễn Minh Phúc nói, thì chắc là cái xã hội này tàn rồi, mạt pháp đến nơi rồi. Ông Nguyễn Minh Phúc nhận giúp làm thủ tục tách thửa theo yêu cầu của người ta với chi phí là 130 triệu, nhận trước tiền công là 70 triệu đồng. Khi ông thừa biết rằng mình không đủ khả năng, nên khi nhận tiền xong, ông lại thuê người khác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi mà sự việc bại lộ thì Nguyễn Minh Phúc bỏ trốn sang Thái Lan, thế nhưng cuối cùng thì vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tuy nhiên, theo giả thuyết của một số tín đồ sùng bái ông, thì lại cho rằng do thầy bị gài, bảo sao mà tự dưng có người đến nhờ thầy làm thủ tục, rồi tự dưng lại có người có thể giúp thầy làm thủ tục. Mấy năm nay, tên tuổi hình ảnh ông xám xịt trên các trang mạng xã hội với những hành vi không nghiêm túc, khiến cho giới Phật giáo bất bình, dư luận xã hội đàm tiếu, cộng đồng mạng bức xúc, nhưng đồng thời cũng có cả sự hả hê. Sẽ không có gì để bàn nếu ông ấy không khoác chiếc áo người tu lên mình nhân danh thầy chùa. Tìm hiểu về gia cảnh của ông, vì nhà nghèo nên trong 3 năm liền, từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 3, ông Nguyễn Minh Phúc không được đến trường theo đúng như lời tự thuật của ông. Cho đến khi 15 tuổi là học sinh lớp 9, ông Nguyễn Minh Phúc mới trở lại chùa Hoằng Pháp để cầu xin Thượng Tọa Thích Chân Tín cho nương tựa vào cửa chùa làm công quả. Và sau đó thì ông cũng được cho đi học lại. Như vậy là cũng không hiểu làm sao mà ông Nguyễn Minh Phúc lại học được lên đến lớp 9. Trong thư sám hối của Thích Tâm Phúc ghi vào ngày 9 tháng 8 năm 2015 có đoạn như thế này: Thượng Tọa Thích Chân Tín đã nuôi dưỡng Nguyễn Minh Phúc từ lúc còn học phổ thông trung học cho đến khi mà đậu Đại học Luật và Đại học Công nghệ Thông tin lập trình viên Aztec Ấn Độ. Như vậy thì ông Nguyễn Minh Phúc cũng đã học xong cấp 3 trung học phổ thông một cách kỳ diệu, với một quá trình học tập không liên tục mà còn bị gián đoạn nữa. Để có được bằng cấp trung học và thi đậu vào Đại học Luật và Đại học Công nghệ Thông tin Aztec Ấn Độ. Cũng trong thư sám hối còn cho biết là vào ngày 15 tháng 4 năm 1999, thì ông Nguyễn Minh Phúc 18 tuổi vốn được quy y bởi Thượng Tọa Thích Chân Tín với pháp danh là Tịnh Phúc, là một đệ tử tục gia nhưng chưa xuống tóc và vì vậy chưa được xem là một chú tiểu thực thụ. Năm 2010 thì ông Nguyễn Minh Phúc tự lập chùa Ngộ Chân Tử tại gia ở huyện Củ Chi. Trong clip, thầy Thích Chân Phúc trụ trì của chùa Hoằng Pháp chính thức lên tiếng nói về trụ trì chùa ăn thịt chó. Thượng Tọa Thích Chân Tín xác nhận Thích Tâm Phúc là pháp danh tự bịa ra.
nhiều video nói về nội dung liên quan đến đương sự Nguyễn Minh Phúc giả sư đăng tải trên nền tảng mạng xã hội YouTube đã đồng loạt được gỡ bỏ. Bằng hành vi và lối sống buông thả, phóng túng, đương sự Nguyễn Minh Phúc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh sự tôn nghiêm của Phật Pháp, xuyên tạc giáo lý Phật giáo và gây tổn thương đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây bất bình và sự thiếu tôn trọng đối với cộng đồng Phật tử Phật giáo. Sau một thời gian thì Nguyễn Minh Phúc đã đổi tên chùa Ngộ Chân Tử thành Hoằng Pháp Trung Ương. Việc đổi tên này có phải ngụ ý ngông cuồng là chùa của thầy mới là chùa Trung Ương thực thụ? Mặc dù nhìn bên ngoài thì nơi này của chùa trắng ra chùa, bừa bãi lộn xộn, vừa là nơi ăn ngủ vệ sinh, vừa thờ cúng và không có giấy tờ chứng nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như chúng ta cũng đã tìm hiểu ở trên thì ông chưa phải là chú tiểu và thọ tỳ kheo, chỉ được quy y với pháp danh là Tịnh Phúc, thì càng không thể tự xưng mình là đại đức hay là bậc sư thầy được. Và hơn nữa, nếu một người bình thường muốn tu tại gia thì không nên tự tiện lạm dụng xưng danh hiệu đại đức hay là tự tiện khoác áo hòa thượng hoặc là áo vàng biểu trưng của Phật giáo. Và càng tệ hại hơn nữa, nếu người đó dám cho in ấn danh thiếp với danh xưng là đại đức và tên chùa nơi chưa từng làm lễ tỳ kheo cho họ. Như vậy đó chính là việc giả danh, giả mạo chư tăng. Và nếu đã muốn tu tại gia thì tại sao lại muốn người đời xưng tụng mình là thầy, là đại đức, trừ khi là chính người đó có những mưu toan lợi dụng danh nghĩa để làm những việc mờ ám. Ông Nguyễn Minh Phúc thường nói với mọi người là thầy thuộc về phái Nam Tông, vì vậy mà được ăn thịt động vật, thậm chí thầy còn in ra bản thông báo của nhà chùa nhận các loại thịt động vật. Tuy nhiên thì ông Nguyễn Minh Phúc vẫn dẫn trang phục theo phái Bắc Tông và ngang nhiên ra vào nhà hàng thưởng thức những món ăn mặn, lại còn lớn tiếng tuyên bố là tất cả chùa chiền ở Việt Nam, dù là theo phái Bắc Tông hay là Nam Tông thì đều ăn mặn. Thực ra việc thầy muốn ăn thứ gì thì chẳng ai quan tâm, vì người đời thường nói là ai tu nấy chứng. Thế nhưng mà việc khoác áo cà sa theo phái Bắc Tông mà lại ngang nhiên ăn mặn là điều khó có thể chấp nhận được. Hình ảnh đó bôi nhọ hình ảnh của các chư tăng chính thống. Hơn thế nữa thì thầy còn từng tuyên bố không ăn đồ ăn chay. Nếu như trong clip, phát ngôn gây sốc cực mạnh của thầy tu giả danh trụ trì chùa ăn thịt chó, nói như thế khác nào là ông Nguyễn Minh Phúc đang tuyên bố ăn chay, là phản lại Phật giáo, là chống lại những nước trên thế giới theo Phật giáo hay sao? Những người ủng hộ thầy thì lại bảo là thầy sống thô nhưng mà thật. Tóm lại, ông Nguyễn Minh Phúc với pháp danh tự xưng là Thích Tâm Phúc chẳng phải là thầy của ai cả, mà đúng hơn là một bậc thầy trong nghệ thuật giả danh mà thôi. Quý vị nhận thấy thông tin và sự việc chúng tôi đem đến trong ngày hôm nay là như thế nào? Liệu rằng thầy Thích Tâm Phúc là người khẩu xà tâm Phật hay là siêu lừa đội lốt thầy tu? Xin hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video này nhé. Quý vị hãy hành niệm theo đúng chánh pháp, tu tập theo đúng lời dạy của Đức Phật. Cảm ơn quý vị đã đọc quy chế. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Thượng tọa Thích Chân Quang gần đây đã trở thành một nhân vật được dư luận cả nước chú ý. Cộng đồng mạng bắt đầu chạch lá tìm sâu, truy tìm các thông tin liên quan tới ông, cũng bởi những phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian qua. Thậm chí nhiều người đã đặt cho ông cái biệt danh là Thượng tọa Thích Cúng Dường. Điều đáng ngạc nhiên là trong suốt một thời gian dài, Thượng tọa Thích Chân Quang đã gây nhiều xáo trộn trong xã hội. Những dư luận, những hành vi của ông bị cáo buộc là tuyên truyền mê tín dị đoan, dọa dẫm và truyền bá những điều không có căn cứ, không đúng chánh pháp của Đức Phật, khiến Phật tử trở nên mê muội, với mục đích cuối cùng là kêu gọi Phật tử bố thí cúng dường, cũng càng nhiều càng được nhiều phước đức. Mới đây, sự việc tiến sĩ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một vị tu sĩ nổi tiếng với những hoạt động Phật giáo và từ thiện, đã nhận được bằng tiến sĩ chỉ sau 2 năm học, gây xôn xao dư luận. Sự kiện này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về quy trình cấp bằng tiến sĩ và chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam.
đồng thời thu hút sự chú ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự việc Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ khi chưa qua xét duyệt bằng thạc sĩ, chưa kịp lắng xuống, thì gần đây thông tin mới được tiết lộ, Thượng tọa Thích Chân Quang hiện là nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ lần thứ hai. Vậy thực hư của câu chuyện về tấm bằng tiến sĩ này là như thế nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo báo Công Thương đưa tin, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu làm rõ học vị tiến sĩ luật của Thượng tọa Thích Chân Quang, thì ngay sau đó Thượng tọa Thích Chân Quang đã trúng tuyển tiến sĩ đợt 2 vào năm 2023, ngành tôn giáo học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thượng tọa Thích Chân Quang là một trong 98 thí sinh trúng tuyển có thông báo được ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2023. Đáng chú ý, theo thông báo thì Thượng tọa Thích Chân Quang nằm trong nhóm đối tượng xét tuyển từ thạc sĩ. Nhưng thực tế thì vị sư này chưa có bằng thạc sĩ mà đã được cấp bằng tiến sĩ. Vấn đề bằng cấp, chứng chỉ của Thượng tọa Thích Chân Quang là vấn đề nóng hổi trong những ngày qua. Vị tu sĩ này được xác định đã tốt nghiệp văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, loại giỏi vào năm 2019. Thượng tọa đủ điều kiện để làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Thượng tọa Thích Chân Quang được ngôi trường này cấp bằng tiến sĩ sau 2 năm 3 tháng học tập, từ cử nhân lên tiến sĩ. Phía Trường Đại học Luật Hà Nội cũng khẳng định tổng thời gian đào tạo của ông Thích Chân Quang là đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù vậy, dư luận vẫn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, bởi kể cả các chuyên gia cũng phải thừa nhận tốc độ lấy bằng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang như vậy là quá khó tin. Câu hỏi đặt ra là ông Dương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, đã có bằng thạc sĩ từ khi nào? Đến cuối năm 2023, liệu Thượng tọa Thích Chân Quang đã có bằng thạc sĩ hay chưa? Những sự việc liên quan đến quá trình đào tạo của các trường đại học trên đối với trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang cần được làm rõ để không ảnh hưởng tới uy tín của các cơ sở đào tạo và cá nhân của Thượng tọa. Hiện tại, Thượng tọa Thích Chân Quang không còn được uy tín như trước. Những gì được phơi bày hiện nay, đúng như những gì mà Thượng tọa từng phát biểu, không thể hiện một người có học, và có thể năm nay Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ nhận thêm bằng tiến sĩ thứ hai nếu như sự việc này không được làm rõ ràng. Kính thưa quý vị, với sự vào cuộc mạnh mẽ của báo chí và truyền thông, chúng ta chắc chắn sẽ loại bỏ những cá nhân đội lốt thầy tu, những xàm tăng lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để làm điều sai trái, tuyên truyền mê tín dị đoan ra khỏi hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đạo Phật nói chung. Ngoài ra, những người không tuân thủ quy trình và cấp bằng tiến sĩ cho những người không đủ phẩm chất đạo đức cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo những thông tin mà chúng tôi nắm bắt từ trước, Thượng tọa Thích Chân Quang đã tuyên truyền rằng muốn thăng quan tiến chức phải tìm cách đút lót cho những người có chức có quyền. Và ông ấy cho rằng trên thế giới cũng hành xử như vậy. Và ông đã từng nói muốn lên chức phải chạy cái loa, đi tìm những người nào mà có thể quyết định cái việc lên chức của mình mà mua chuộc họ, dùng tiền mà hối lộ mua chuộc họ, để cho những người đó họ tác động và đề nghị cho mình lên chức. Đó là cái cách mà cả thế giới này giải quyết. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy bất bình và khó hiểu trước những lời lẽ biện minh như vậy, nhất là khi chúng ta đang sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, trong khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang tập trung vào công cuộc phòng chống tham nhũng, với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn này, thì lại có những kẻ tuyên truyền rằng cần phải đút lót cho những người có chức có quyền. Và Thượng tọa Thích Chân Quang cho rằng điều này cũng diễn ra trên toàn thế giới. Thượng tọa Thích Chân Quang sau thời gian dài làm trụ trì tại chùa đã để lòng tham chi phối và trở nên thoái quá biến chất bằng các chiêu trò lợi dụng mê tín dị đoan và lợi dụng đạo Phật để tuyên truyền
và hù dọa Phật tử. Vị tu này đã lôi kéo họ vào việc cúng dường thật nhiều để được nhiều phước. Có người đã bán tài sản và thậm chí có người còn vay tiền thế chấp ngân hàng để cúng dường cho chùa. Chính vì có được nhiều tiền thông qua hoạt động cúng dường của Phật tử một cách dễ dàng, mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã thiết lập mối quan hệ mua chuộc một số nhân vật để phục vụ lợi ích cá nhân của ông. Kính thưa quý vị, câu chuyện về việc Thượng tọa Thích Chân Quang đạt học vị tiến sĩ thực sự đáng chú ý. Theo như chúng ta được biết thì Thượng tọa Thích Chân Quang đã tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 31, hoàn thành đại học ở tuổi 60 và đạt học vị tiến sĩ ở độ tuổi 62. Thượng tọa từng phát biểu rằng có một trường đại học đã cúng dường cho sư để chỉ trong vòng 2 năm ông ấy có thể đạt được bằng tiến sĩ. Điều này đã bị phát giác khi Bộ Giáo dục chỉ đạo trường Đại học Luật Hà Nội cần phải báo cáo về trường hợp này. Hiện nay, các bằng chứng và video mà Thượng tọa từng nói rằng một trường đại học đã cúng dường cho sư một số tiền để có được học vị tiến sĩ cần được xem xét kỹ lưỡng. Câu hỏi đặt ra là ai đại diện cho trường đại học đó đã cúng dường cho thầy và liệu rằng Thượng tọa có đang thực sự thực hiện việc đút lót bằng tiền hay không cần phải được làm rõ. Thượng tọa Thích Chân Quang cần được xử lý đúng quy định của pháp luật do những phát ngôn và hành động trái ngược với quan điểm của đảng cũng như thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Chúng ta cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để đẩy lùi những điều tiêu cực, bảo vệ những giá trị tốt đẹp và chấm dứt các hành vi làm xấu hình ảnh của Phật tử Việt Nam. Những người vi phạm pháp luật cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân. Quay lại với câu chuyện về tấm bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang. Thông tin Thượng tọa Thích Chân Quang hoàn thành chương trình tiến sĩ luật chỉ sau 2 năm đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng học tập phi thường, sự nỗ lực và tinh thần học tập nghiêm túc của Thượng tọa. Họ cho rằng Thượng tọa là tấm gương sáng cho các thế hệ học viên noi theo, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều người trẻ ngày nay thiếu ý chí và sự quyết tâm học tập. Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam. Việc hoàn thành chương trình tiến sĩ chỉ sau 2 năm được cho là quá nhanh chóng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chương trình đào tạo và khả năng tiếp thu kiến thức của học viên. Một số ý kiến lo ngại rằng việc cấp bằng tiến sĩ thần tốc cho Thượng tọa Thích Chân Quang có thể ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và chất lượng đào tạo tiến sĩ nói chung. Trong khi đó, ông Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp tiến sĩ theo đúng quy định của trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về việc Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ sớm, ông Hòa nói có hai lý do. Thứ nhất, Thượng tọa Thích Chân Quang học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ. Thứ hai là Thượng tọa làm xong sớm luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ sớm. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, giảng viên của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy chế đào tạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là từ 3 đến 4 năm. Chỉ có những sinh viên nào đặc biệt xuất sắc được hiệu trưởng trường đại học phê duyệt thì mới có thể rút ngắn thời gian hoàn thành tối đa xuống còn 36 tháng, tức là 3 năm. Trong khi đó thì ông Thích Chân Quang là chỉ cần 25 tháng để mà hoàn thành. Cũng theo ông Nguyễn Tiến Trung, có hai điểm bất thường ở đây. Thứ nhất, thời gian đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang ngắn hơn rất nhiều so với quy định. Điều này cần xem xét lại quy chế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong đào tạo tiến sĩ và quy trình thẩm định kết quả học tập của nhà trường. Thứ hai, thông thường thì một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ sẽ phải học bổ sung từ 4 đến 8 môn, trung bình mỗi môn 2 đến 3 tín chỉ. Các nghiên cứu sinh sẽ cần tới gần 1 năm để hoàn thành hết số tín chỉ bổ sung theo quy định. Sau đó, các nghiên cứu sinh sẽ tự làm việc, tự học tập
bổ sung đầy đủ các kiến thức ở bậc tiến sĩ. Quãng thời gian này mất khoảng gần 2 năm. Như vậy, để hoàn thành các nội dung đào tạo tiến sĩ nghiên cứu sinh thì cần tối thiểu là 3 năm. Năm tiếp đó mới được bước vào giai đoạn nghiên cứu thực hiện khảo sát, viết luận án. Ông Nguyễn Tiến Trung thẳng thắn nói như thế này: tôi chưa từng gặp nghiên cứu sinh nào mà học thẳng từ cử nhân lên mà hoàn thành chương trình tiến sĩ trong 2 năm, trừ trường hợp là nhà trường dồn toàn lực cho nghiên cứu sinh đó, dạy ngày dạy đêm, thậm chí là tổ chức dạy cả cuối tuần thì mới chạy đủ các nội dung kiến thức bổ sung. Người học cũng phải siêu nhân lắm thì mới có thể tiếp thu và hoàn thành được chương trình với thời gian siêu ngắn như vậy. Và bạn phải lưu ý rằng thời điểm mà ông Thích Chân Quang học thi tiến sĩ cũng rơi vào đúng khoảng thời gian xảy ra dịch Covid. Ấy vậy mà ông vẫn thăng từ cử nhân luật tại chức lên hẳn tiến sĩ thì quá là siêu phàm. Từ bằng cấp 3 cho đến bằng tiến sĩ, không có tấm bằng nào của Thượng tọa Thích Chân Quang là không gây tò mò tranh cãi. Chiếc áo không làm nên thầy tu, vậy tấm bằng tiến sĩ luật có ý nghĩa gì đối với nhà tu hành Thích Chân Quang, khi mà chính nhà tu hành này mới đây đã bị giáo hội áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc do bất tuân giới luật, rao giảng thuyết pháp trái với đạo hạnh giáo lý môn đồ Phật tổ. Sau những lùm xùm về tấm bằng tiến sĩ được cấp trong 2 năm, thì dư luận lại tò mò về tấm bằng tiến sĩ thứ hai sắp tới đây mà Thượng tọa Thích Chân Quang được nhận. Liệu tấm bằng này Thượng tọa sẽ hoàn thành trong thời hạn là bao lâu? Áo cà sa, những lời thuyết giảng sân si dẫn dụ chúng sinh vào dòng mê muội, hay là tấm bằng tiến sĩ siêu tốc, tất cả đều không thể là vật trang sức, khiến cho người tu tập đạo hạnh sáng lóa giữa nhân gian được. Trong video hôm nay, hy vọng rằng những thông tin và quan điểm trong video sẽ giúp cho quý vị và các bạn có cách nhìn rõ ràng hơn về sự việc này. Xin hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp từ các bạn. Xin hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm những thông tin mới nhất về Thượng tọa Thích Chân Quang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Thượng tọa Thích Chân Quang từ lâu đã gây dậy sóng dư luận với những bài thuyết giảng nhân quả, những phát ngôn, những hành vi trái với pháp luật và luân thường đạo lý, đến mức nhiều vị học giả trong nước đã gọi ông với một cái tên vô cùng nặng nề là một vị ma tăng hay xàm tăng, và yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xử lý nghiêm. Nhưng mới đây, đề tài được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua, đó là con đường học vấn và bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ việc liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang, người đã từng tự xưng là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gây ra nhiều tranh cãi với những hành động và phát ngôn đầy tai tiếng. Đặc biệt câu chuyện về việc vị sư này nhận bằng tiến sĩ mà chỉ học đến cấp 2 đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng việc Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm năm 2019 cho đến năm 2021 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội là quá siêu phàm và nhiều tình tiết đáng ngờ. Những ngày gần đây sau khi lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi thì Thượng tọa Thích Chân Quang được cư dân mạng lục lại tiểu sử cũng như quá trình học vấn của ông. Ông tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, thế nhưng năm 2021 đã nhận bằng tiến sĩ luật cùng tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Có một số ý kiến thắc mắc Thượng tọa Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào chỉ trong 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Vậy thực hư về việc này là như thế nào? Kính mời quý vị cùng chúng tôi xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng và phân tích từ các nguồn tin uy tín để hiểu rõ hơn về sự việc này trong video này, quý vị nhé. Vâng, kính thưa quý vị,
Thượng Thọ Thích Chân Quang có mối quan hệ rộng rãi và sở hữu nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, dư luận cả nước hết sức quan tâm và bức xúc trước những hành động và phát ngôn vô trách nhiệm của vị sư này. Thượng Tọa Thích Chân Quang với tư cách là một trụ trì tuyên truyền giảng đạo và dạy dỗ Phật tử, nhưng lại chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc và cúng dường. Thượng Tọa thậm chí còn được gọi với biệt danh là Thầy Thích Cúng Dường, do những hành động luôn nhằm mục đích cúng dường và những lời nói gây tranh luận. Như chúng ta đã biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật Thượng Tọa Thích Chân Quang bằng cách cấm sống, cấm phát ngôn và cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm dưới mọi hình thức. Mặc dù hình thức kỷ luật này còn nhẹ, nhưng cũng đã phản ánh phần nào những hành vi sai trái của vị sư này. Dư luận đang yêu cầu xử lý nghiêm minh Thượng Tọa theo đúng quy định của pháp luật và tìm ra ai đã cấp bằng tiến sĩ cho sư. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội lưu truyền một tấm ảnh bằng tốt nghiệp cấp 3 Bộ Túc Văn Hóa có tên Dương Tấn Việt, tên thật của Thượng Tọa Thích Chân Quang, do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989. Nếu thông tin này là đúng thì Thượng Tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cấp 3 trung học hệ Bộ Túc Văn Hóa khi đó là 30 tuổi, có nghĩa là không được học hành bài bản khi còn niên thiếu. Thông thường, người học bổ túc văn hóa rất khó vào đại học do trình độ kiến thức bổ túc này kém xa so với hệ trung học chính quy. Thế nhưng, trường hợp của Thượng Tọa Thích Chân Quang rất đặc biệt. Từ trình độ cấp 3 bổ túc văn hóa, chẳng biết bằng con đường nào vị sư này đã thi đậu theo học rồi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2001. Sư Thích Chân Quang có bằng cử nhân tiếng Anh hay không thì cần xác minh, vì có lúc sư lại nói sư có chứng chỉ IELTS, một giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho học sinh du học các nước Anh, Mỹ, Úc. Nếu đã có bằng cử nhân tiếng Anh thì không cần tới giấy chứng nhận này nữa. Thừa thắng xông lên tiếp tục theo đuổi con đường học vấn thâm sâu, Thượng Tọa Thích Chân Quang theo học ngành luật văn bằng 2, tức là vừa học vừa làm, ở Đại học Luật Hà Nội, và sư đã tốt nghiệp cử nhân luật với loại giỏi. Ngay thời gian đó, Thượng Tọa trúng tuyển nghiên cứu sinh, tức là sinh viên tiến sĩ, khóa 25B, trường Đại học Luật Hà Nội. Mặc dù khóa học này kéo dài 4 năm, tức là từ năm 2019 cho đến năm 2023, theo chương trình đào tạo tiến sĩ từ bậc cử nhân và diễn ra trong thời gian cả nước phong tỏa để chống dịch COVID-19. Vị sư này đã rất xuất sắc hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong 2 năm 4 tháng. Thưa quý vị, hiện tại cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang đặt câu hỏi về quy trình cấp bằng tiến sĩ cho Thượng Tọa Thích Chân Quang. Trong video này, chúng tôi xin được trích dẫn cụ thể từ một đoạn video do chính lời của Thượng Tọa như thế này. Có một cái trường đại học, ban giám hiệu người ta có tâm đạo, người ta mời thầy tới, người ta cúng dường cho thầy cái bằng tốt nghiệp tiến sĩ được luôn. Đấy, chủ yếu là người ta có tâm, một trường đại học nó cúng cho thầy, không cần học. Thượng Tọa Thích Chân Quang nói rằng không cần phải học, và tấm bằng tiến sĩ đó là do trường đại học cúng dường cho. Mặc dù sư không nêu rõ tên trường, nhưng chúng ta đều ngầm biết đó là trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho sư, một hình thức cúng dường. Thượng Tọa khẳng định không mất tiền, nhưng theo quan điểm của cư dân mạng thì vị sư này đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua bằng tiến sĩ và hiện tại đang chuẩn bị nhận thêm một bằng tiến sĩ thứ hai. Một chuyên gia về giáo dục đại học và cũng có nhiều năm làm công tác đào tạo đại học cho hay như thế này. Nghiên cứu sinh Dương Tấn Việt, tức Thượng Tọa Thích Chân Quang, vốn tốt nghiệp đại học ngành luật hệ vừa học vừa làm. Việc học đại học xong, học viên Dương Tấn Việt được nhận vào làm nghiên cứu sinh học tiến sĩ là chuyện rất đặc biệt. Bởi hệ chuyển tiếp thẳng học luôn tiến sĩ từ cử nhân thường chỉ dành cho những sinh viên cực kỳ xuất sắc. Còn thông thường sau khi tốt nghiệp cử nhân chỉ cho học thạc sĩ,
Chưa kể việc học thẳng thạc sĩ từ cử nhân mà không cần thi vào đã là rất hiếm. Do đó, theo chuyên gia, đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm là có thể nói một năm ở Việt Nam cũng chỉ có khoảng 10 người làm được việc này, tức là phải diện siêu giỏi và có những đóng góp phát hiện rất mới, đặc biệt mới được các nhà trường đưa vào danh sách tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh. Trong trường hợp của học viên Dương Tấn Việt, mọi người cũng rất băn khoăn. Luận văn tốt nghiệp đại học của ông có gì đặc biệt để được nhận vào làm nghiên cứu sinh? Ngoài ra, về quy trình và tổng thời gian đào tạo tiến sĩ, theo chuyên gia, từ thời điểm được công nhận là nghiên cứu sinh vào tháng 12 năm 2019 cho đến thời điểm bảo vệ là tháng 12 năm 2021, tức tròn 2 năm. Mặc dù phía Trường Đại học Luật Hà Nội cũng có báo cáo với báo chí ngày 25 tháng 6 giải thích đã làm đúng luật, nhưng tôi cho rằng vẫn sai. Bởi bản thân quy định về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của nhà trường cũng ghi nếu trong trường hợp cực kỳ xuất sắc, thời gian đào tạo được rút ngắn một năm. Quy chế hiện tại nêu thời gian đào tạo tiêu chuẩn từ nghiên cứu sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ cùng nhóm ngành là 4 năm. Như vậy, nếu có rút ngắn đi một năm, vẫn phải còn 3 năm. Như thế, học viên Dương Tấn Việt vẫn thiếu một năm theo quy chế đào tạo của chính trường Đại học Luật Hà Nội. Theo chuyên gia, khi học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ, học viên phải học bù phần còn thiếu của chương trình thạc sĩ. Một chuyên gia giáo dục khác cũng đặt ra thắc mắc như thế này. Thượng tọa Thích Chân Quang hoàn tất việc học và có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng hơn 2 năm, trong khi ông lại không phải dành thời gian học tập trung và làm nghiên cứu sinh mà còn làm những công việc khác ở chùa. Quỹ thời gian có hạn, thời gian đâu để làm phần khảo sát thực tế, thực nghiệm, điều tra xã hội học. Kể cả mạng lưới điều tra rất lớn, nhưng cũng phải có thời gian và xử lý số liệu. Đó là những điều mà hội đồng cần xem xét lại. Chuyên gia giáo dục này cũng băn khoăn như thế này. Trường Đại học Luật Hà Nội đã sắp xếp tổ chức các lớp học của học viên Dương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, như thế nào để hoàn tất việc học tiến sĩ được nhanh như vậy? Câu hỏi cần đặt ra với Trường Đại học Luật Hà Nội là vậy có bao nhiêu nghiên cứu sinh làm được như trường hợp của ông Dương Tấn Việt? Thực tế, theo quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới, gần như không có trường hợp nào làm được như vậy. Thậm chí, ngay cả những giảng viên dạy trong môi trường đại học, suốt ngày nghiên cứu còn không làm nhanh được như vậy. Thượng tọa Thích Chân Quang với trình độ học vấn chỉ đến lớp 8 đã nhận bằng tiến sĩ. Những hành vi và lời nói của sư thời gian qua thể hiện rõ sự thiếu học vấn và đạo đức, dạy dỗ các Phật tử theo kiểu dọa dẫm vì tiền và vì quyền. Chúng tôi cũng xin trích thêm từ một đoạn video khác của Thượng tọa Thích Chân Quang như thế này. Chính trị là gì? Nếu mà định nghĩa theo chữ nghĩa thì chính trị là gì? Đó là chính sách, chính quyền, chính phủ gì đó không biết. Nhưng mà nếu nói bản chất của chính trị là gì? Là thủ đoạn, phải không? Hơn thua, giành giật, lừa gạt, mưu mô, thậm chí là làm mọi điều bỉ ổi nhất nếu cần, miễn là giành được quyền lợi cho mình. Bản chất chính trị là vậy, cho nên có rất nhiều câu chuyện nó châm biếm các nhà chính sách. Đó là những người nói dối, nhất là luật sư, nhi là chính trị gia. Ý họ châm biếm vì chính trị, do cái giành quyền lợi hoặc cá nhân, hoặc cho đất nước, người ta sẵn sàng làm những chuyện xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi. Bản chất chính trị là vậy. Kính thưa quý vị, đây đúng là giọng điệu khó chấp nhận và thật không thể chấp nhận được khi Thượng tọa Thích Chân Quang lại phát biểu như vậy trước công luận, cử tri và các Phật tử. Đây là hành vi không thể chấp nhận đối với một vị tu sĩ, một tiến sĩ và một trụ trì. Sư Thích Chân Quang còn tuyên truyền cho các Phật tử rằng muốn thăng quan tiến chức thì phải tìm người có chức có quyền và đút tiền cho họ. Cụ thể, sư nói như thế này: muốn lên chức phải chạy cái loa,
đi tìm người nào có thể quyết định được việc lên chức của mình mà mua chuộc họ, dùng tiền mà hối lộ mua chuộc họ để cho những người đó tác động và đề nghị cho mình lên chức. Đó là cách mà cả thế giới này giải quyết. Trong khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực tập trung vào công cuộc phòng chống tham nhũng, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thì Thượng tọa Thích Chân Quang lại tuyên truyền rằng cần tìm người có chức có quyền để đúc tiền cho họ. Vị sư còn cho rằng thế giới cũng hành xử như vậy. Thượng tọa Thích Chân Quang đã lợi dụng vị trí trụ trì chùa và lòng tham để thoái quá biến chất, sử dụng các chiêu trò mê tín dị đoan, lợi dụng đạo Phật để tuyên truyền và hù dọa các Phật tử, lôi kéo họ vào việc cúng dường, bán tài sản, thậm chí là vay tiền, thế chấp ngân hàng để cúng dường cho sư. Những hành vi này không chỉ phản bội lại niềm tin của các Phật tử, mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kính thưa quý vị, câu chuyện về Thượng tọa Thích Chân Quang, người chỉ học đến lớp 8, nhưng lại được cấp bằng đại học và sau đó là bằng tiến sĩ trong vòng 2 năm, thật đáng chú ý nếu không có sự lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của đông đảo dư luận. Cộng đồng mạng cũng được một phen xôn xao khi Thượng tọa Thích Chân Quang tự nhận mình là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề này cho đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và công nhận. Điều này trái ngược hoàn toàn với phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: người dân Việt Nam ai cũng yêu mến và kính trọng Bác Hồ, coi Bác như một người cha, và tất cả người dân Việt Nam đều là con là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải chăng Thượng tọa Thích Chân Quang đang muốn mượn hình ảnh của Bác Hồ để làm điều gì đó trong đạo Phật? Và nếu thực sự ông là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật, thì ông nên học tập và làm theo tấm gương sáng ngời của Bác Hồ kính yêu. Nhưng không, ông lại có những vi phạm bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật, cấm sống, cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm, thì đó mới là điều thật đáng buồn. Đạo giáo là một kênh truyền thông rất quan trọng đối với đất nước và đối với dân tộc. Nếu tuyên truyền sai đường lối, sai với quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì sự ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Qua câu chuyện của Thượng tọa Thích Chân Quang, chúng ta thấy được nhiều mặt trái và những vấn đề cần được làm rõ trong giới Phật giáo Việt Nam. Sự nghiêm minh của pháp luật và sự phản biện từ công luận là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sự trong sạch của đạo Phật và trật tự của xã hội. Còn quý vị nhận thấy vấn đề này như thế nào? Hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị bằng cách bình luận ở dưới phần video này. Xin hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, thời gian gần đây dư luận xôn xao về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về những lý giải về nhân quả trong các buổi giảng thuyết pháp tại ngôi chùa này với nhiều chủ đề và ở nhiều đạo tràng khác nhau. Những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang đã khơi dậy một làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Họ cho rằng chính quyền đang làm ngơ cho Thượng tọa Thích Chân Quang với các phát ngôn xàm, gây bức xúc, thậm chí vị sư này còn dám sửa cả ngũ giới luật của nhà Phật. Theo chúng tôi thì những phát ngôn và việc làm của Thượng tọa Thích Chân Quang có thể đã bị chính quyền để ý từ lâu, nhưng họ đang xử lý một cách khéo léo để tránh đối đầu trực tiếp, vì số lượng tín đồ đi theo sư Thích Chân Quang là khá đông, có tổ chức và bị thao túng tâm lý. Trong video này hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những góc khuất đằng sau bức màn tôn giáo của Thượng tọa Thích Chân Quang, người đã có những phát ngôn hành động gây tranh cãi trong cộng đồng thời gian qua. Chúng ta đều hiểu rằng hiện tượng luôn phản ánh bản chất. Một người mang tham vọng quyền lực và tiền tài, sẵn sàng bất chấp mọi chuẩn mực đạo lý và pháp luật, bằng mọi cách và mọi mối quan hệ, dù có xảo trá hay là trắng trợn đến đâu. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Chúng tôi xin trích rõ và cụ thể nội dung đoạn ghi âm
đang lan truyền rộng khắp trên các mạng xã hội những ngày gần đây. Người nói trong video được cho là một người rất thân cận của Thượng tọa Thích Chân Quang. Cũng chính người này đã tố cáo Thượng tọa Thích Chân Quang là kẻ phản động. Nội dung đoạn video như sau, chúng tôi xin trích đọc. Đến khoảng đầu năm 2007, ông Chân Quang gọi tôi vào phòng riêng và nói rằng đã đến lúc chùa Phật Quang chúng ta cần phải tách rời khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thành lập riêng một giáo hội mới gọi là Giáo hội Phật giáo Phật Quang. Vì giáo hội này đã quá mục nát, không thể nào góp ý xây dựng được nữa. Ý là nói Giáo hội Phật giáo và bây giờ nó muốn thành lập Giáo hội Phật giáo Phật Quang. Trước đó một thời gian, ông cũng đã đưa cho tôi một văn bản xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ lâu, thầy đã chuẩn bị khá đầy đủ những kế hoạch như giáo lý kinh điển, lực lượng tăng ni, lực lượng Phật tử trong và ngoài nước, cơ sở kinh tế, cơ sở tài chính, lực lượng sinh viên, cờ hiệu của Phật Quang, quốc ca Phật Quang, đạo ca, lực lượng cơ động phản ứng nhanh Phật Quang, lực lượng an ninh đặc biệt Phật Quang, lực lượng cảm tử khủng bố Phật Quang, lực lượng đặc nhiệm phản gián Phật Quang. Tất cả đều đã sẵn sàng. Nếu thầy được vào Trung ương Giáo hội trong nhiệm kỳ này, sẽ công khai tổ chức. Giáo lý Phật giáo Phật Quang là cả bộ sách tâm lý đạo đức và hơn 700 chủ đề do thầy giảng, được nhà xuất bản tôn giáo ấn hành sẽ thay thế cho giáo lý đạo Phật hiện nay. Kinh điển Phật giáo Phật Quang là những bài tụng do thầy biên soạn, được nhà xuất bản tôn giáo ấn hành sẽ thay thế cho kinh điển đạo Phật hiện nay. Tăng đoàn Phật giáo Phật Quang là chư tăng của Phật Quang. Tăng ni khắp nơi có cùng quan điểm với Phật Quang. Hội cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh do thầy Viên Giác trụ trì chùa Từ Tân lãnh đạo. Với danh nghĩa là giảng sư Trung ương Giáo hội Phật Quang sẽ thay thế cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành quy Phật giáo Phật Quang là những điều luật áp dụng cho đời sống tu sĩ do thầy biên soạn ra sẽ thay thế nội dung tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe một đoạn ghi âm gây chấn động. Mặc dù những hành vi của Thượng tọa Thích Chân Quang rất đáng ngờ, hướng đến mục đích tài chính và bất chấp mọi luân thường đạo lý để đạt được mục tiêu. Vậy mục tiêu của vị sư này là gì? Chúng ta vừa nghe được trích đoạn ghi âm của nhân chứng trình bày. Và nếu đoạn ghi âm này là chính xác, thì cơ quan công an và pháp luật cần phải vào cuộc xác minh người tố cáo này là ai và làm rõ sự thật. Qua đoạn ghi âm của nhân chứng cho biết rằng, Thượng tọa Thích Chân Quang có ý định chiếm và thay đổi Phật giáo Việt Nam thành Phật giáo Phật Quang. Và Thượng tọa Thích Chân Quang đã chuẩn bị thành lập các đội cơ động, đội an ninh, nội bộ để bảo vệ tổ chức Phật giáo Phật Quang. Theo lời của nhân chứng thì Thượng tọa Thích Chân Quang đã sẵn sàng tất cả các cơ quan ban ngành cho mục tiêu này. Về các hiện tượng liên quan đến vị sư này đã thu hút phụ nữ, thanh niên và cả trẻ em. Thượng tọa đã tuyên truyền những điều trái ngược với luân thường đạo lý đang tồn tại ở Việt Nam, bất chấp đối tượng là trẻ em hay phụ nữ, với mục đích cuối cùng là kêu gọi cúng dường. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù Thượng tọa Thích Chân Quang có nhiều mối quan hệ và tài chính từ các hoạt động cúng dường tại chùa Phật Quang, nhưng chính tính ngạo mạn và tự mãn của ông ta cùng với sự hỗ trợ từ các thế lực khác đã góp phần làm sáng tỏ bản chất của ông. Ở một thông tin khác, hàng tháng Thượng tọa Thích Chân Quang còn cúng dường cho một số quan chức để củng cố vị thế của mình. Chính vì Thượng tọa Thích Chân Quang đã động chạm đến sư Minh Tuệ, người đại diện cho ánh sáng và lòng tin của người dân, nên sự thật về những tiêu cực tại chùa Phật Quang, nơi ông ấy trụ trì, đã bị phơi bày. Những hành vi tiêu cực này chính là biểu tượng cho những vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại trong một số ngôi chùa dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Chân Quang. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hiện tại, mặc dù Thượng tọa Thích Chân Quang vẫn còn ngoan cố và một số người vẫn đang mù quáng bảo vệ ông,
chúng ta có thể thấy rõ hình thức kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với vị sư này. Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm phát sóng, cấm thuyết giảng và cấm tụ tập tại các chùa nơi đông người. Nếu không thể phá vỡ vụ án này và ngăn chặn âm mưu này, tương lai của Đạo Phật Việt Nam sẽ rất đáng lo ngại và Đạo Phật Việt Nam nói chung cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt trong đoạn ghi âm mà quý vị và các bạn đã được nghe qua, những kế hoạch của Thượng tọa Thích Chân Quang nhằm lật đổ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được phơi bày. Việc xác thực tính chính xác của đoạn ghi âm này là rất cần thiết. Nếu đó là sự thật, thì Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là điều mà ông không thể trốn tránh được, và cần phải xử lý nghiêm minh các thầy tu và chùa chiền lợi dụng để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ Phật tử. Kính thưa quý vị, việc sư Thích Chân Quang bắt đệ tử của mình phải thề độc, trung thành với mình, tùy tiện sửa đổi giới luật, bịa ra đủ các thứ giáo lý, nghi thức riêng của mình, rồi gọi đó là kinh để bắt đệ tử tụng học thực hành, thì đó là dấu hiệu của một tà giáo mới đang hình thành, nhờ dây mượn những yếu tố của Phật giáo. Thượng tọa Thích Chân Quang đang tự đặt mình vào vị trí của một giáo chủ. Đây là những gì mà vị sư này bắt đệ tử của mình phải thề thốt. Chúng tôi xin trích đọc nội dung lời thề như thế này. Muốn có được cái tâm trung thành tuyệt đối đó thì cần phải có hai điều căn bản. Một là trung thành với chính sư phụ hiện tại của mình. Vì chỉ có sư phụ hiện tại của mình mới là cánh cửa đi vào đạo. Thứ hai là hàng ngày phải phát nguyện trung thành, phát nguyện với lời thề độc, chứ không phải là phát nguyện hời hợt. Nếu phản bội thì quả báo sẽ thê thảm. Như thế nào thì tự mình phải hiểu. Không thề độc mỗi ngày thì không thành tựu được tấm trung thành tuyệt đối đâu. Thề độc vì sự trung thành mãi, cho đến khi phẩm chất trung thành tuyệt đối hiện ra trong tâm, như viên kim cương không gì cứng sắt bằng, như núi cao không gì nghiêng đầu được, như biển cả mênh mông không bao giờ khô cạn, như lưỡi gươm thiêng liêng cắt đứt mọi nghi ngờ. Rõ ràng là Thượng tọa Thích Chân Quang đang muốn xây dựng một giáo phái riêng của mình, nên mới bắt các đệ tử của mình thề độc như vậy. Có đúng không, kính thưa quý vị? Không có một vị trụ trì nào lại đi bắt đệ tử trung thành với sư phụ ví như người ở các băng nhóm phục dịch người đứng đầu. Nhìn xa, liên tưởng sang các nước khác, ở Hàn Quốc bây giờ cũng có một số tà giáo hoạt động theo công thức tương tự như vậy. Họ dây mượn các giáo lý của đạo Cơ Đốc, và một phần lớn các vị giáo chủ này đều dính dáng đến các bê bối tình dục và tài chính. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ xử lý Thượng tọa Thích Chân Quang mạnh tay, thì rất có khả năng, chúng tôi chỉ nói là khả năng thôi quý vị nha, là Việt Nam sẽ bị những tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích, rồi Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ ra nước ngoài theo dạng tị nạn chính trị. Mặc dù Thượng tọa Thích Chân Quang vẫn đang thuyết giảng về tình yêu nước trung thành với dân tộc, nhưng đâu ai biết rằng thế thời sau này sẽ ra sao? Trong một lần thuyết giảng, Thượng tọa Thích Chân Quang giảng như thế này: Đức Phật được sinh ra theo cách đơn tính, có nghĩa là không thừa hưởng gen của vua Tịnh Phạn, mà vua Tịnh Phạn chỉ làm cha của Đức Phật trên hình thức thôi. Rồi Thượng tọa còn bảo La Hầu La, con của công chúa Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Na cũng được sinh đơn tính. Đây là một sự xuyên tạc trắng trợn nhất về Đạo Phật mà chúng ta thấy rõ. Cụ thể, nội dung của bài thuyết giảng ấy như thế này: Sự ra đời của Đức Phật rất đặc biệt, và sự ra đời đặc biệt đó thì Đức Phật không phải con vua Tịnh Phạn, vì không phải được sinh ra từ tinh cha quyết mẹ. Xin thưa, đúng như vậy, vô tình vua Tịnh Phạn chỉ làm cha Đức Phật theo hình thức, không từ gen của vua Tịnh Phạn. Ngài sinh đơn tính, không sinh song tính là có trứng và tinh trùng. La Hầu La cũng sinh đơn tính, không hề là sự kết hợp của Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La.
từ nội dung của bài thuyết giảng này kết hợp với việc Thượng Tọa Thích Chân Quang tự tiện bỏ giới tà dâm trong ngũ giới luật của Phật, điều này vô cùng nguy hiểm. Nó không còn là câu chuyện bóp méo giáo pháp của Đức Phật nữa, và cũng không chỉ là hành động mục đích trục lợi cá nhân đơn thuần, mà đằng sau đó có những khả năng ẩn chứa những mưu đồ khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hàng trăm ngàn Phật tử trung thành tuyệt đối với Thượng Tọa Thích Chân Quang? Chắc chắn chúng ta không thể biết được hậu quả sẽ như thế nào. Qua những hiện tượng này, chúng ta cũng thấy rõ bản chất của Thượng Tọa Thích Chân Quang không hề đơn giản chỉ là bóp méo Phật giáo, mà vị sư này còn có nguy cơ gây ra chia rẽ trong Phật giáo. Từ sự việc chế giễu gọi sư Minh Tuệ là thằng ba trận, trong khi chưa biết sư Minh Tuệ ở thời điểm đó là người như thế nào, mà đã vội quy chụp, kêu gọi Phật tử chỉ trích chế giễu sư. Nhưng rồi chính sẽ thắng tà, thiện sẽ thắng ác. Hiện tại, sư Minh Tuệ được kính trọng, ngợi ca, bảo vệ bao nhiêu, thì hàng triệu Phật tử quay lưng với Thượng Tọa Thích Chân Quang bấy nhiêu. Thêm một điều nguy hiểm nữa là trong các bài thuyết giảng của Thượng Tọa, thường có sự lồng ghép các yếu tố Trung Quốc vào trong đó, với một sự tôn sùng, sùng bái một cách lệch lạc. Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, Việt Nam bị anh đánh mà đánh lại là hỗn. Rõ ràng là những phát ngôn của Thượng Tọa Thích Chân Quang đã khiến đông đảo dư luận bày tỏ sự hoang mang và bức xúc. Theo văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng nêu rõ, nếu những phát ngôn của Thượng Tọa Thích Chân Quang trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật truyền thống, văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam, tự ý sửa đổi giáo luật của nhà Phật thì sẽ phải xử lý nghiêm minh. Kính thưa quý vị và các bạn, sự kiện liên quan đến sư Minh Tuệ đã lan tỏa những điều tốt đẹp và thầy được người dân cả nước đánh giá là một hiện tượng tích cực. Điều này phản ánh những tiêu cực tồn tại lâu nay trong các chùa chiền tại Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và người dân đều hiểu rằng đây là một tôn giáo có hệ thống quản lý của Trung ương Giáo hội. Tuy nhiên, nếu một số sai phạm bao gồm cả những hành động vi phạm pháp luật và luân thường đạo lý của một số chùa chiền và thầy tu đã gây ra nhiều tranh cãi, mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có tiếng nói phản ứng, song chúng tôi nhận thấy vẫn còn quá nhẹ nhàng, chưa đủ sức răn đe. Tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người, nhưng pháp luật không thiên vị bất kỳ ai. Những người có hành vi vi phạm pháp luật và luân thường đạo lý, như những phát ngôn và hành động của Thượng Tọa Thích Chân Quang trong thời gian qua, cần được xử lý nghiêm minh. Điều này nhằm bảo vệ sự trong sáng của Đạo Phật, mang lại tự do tín ngưỡng và tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin và bằng chứng đã chia sẻ, chúng ta có thể thấy rõ những hành động và phát ngôn của Thượng Tọa Thích Chân Quang không chỉ gây hoang mang cho cộng đồng, mà còn vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Vậy quý vị có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy cho chúng tôi được biết ở dưới phần bình luận của video này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng kênh trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về Thượng Tọa Thích Chân Quang trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sau sự việc ngày 6 tháng 6 năm 2024, khi Đại Đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời phải sám hối Chư Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Pháp chế, Ban kiểm soát và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh việc hành trì oai nghi giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Thì mới đây thêm một vị sư nữa
được Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi tên. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2024, theo thông tin của báo Giác Ngộ liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về việc này. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Trước đó, chúng ta thấy liên tiếp những vụ lùm xùm gây chấn động dư luận, khiến cho tên của vị tu sĩ này lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Từ những bức ảnh khiến cho dân mạng xã hội dậy sóng, đến những phát ngôn ngông cuồng của một người nổi tiếng được cho là đệ tử ruột của Thầy Thích Chân Quang, cho đến những đoạn ghi âm, những đoạn video thuyết giảng gây sốc dư luận mới được hé lộ. Công chúng đang đặt ra câu hỏi, chuyện gì đang thực sự xảy ra? Một số bình luận trên mạng mang tính hài hước, tam tai của Thầy Thích Chân Quang đã tới rồi sao? Những gì diễn ra ngày hôm nay do chính Thầy Thích Chân Quang gây ra, hay như cách Thầy vẫn hay nói là gieo nhân nào thì gặt quả ấy, hay Thầy vẫn là nạn nhân, là người bị hại của một chiến dịch công kích ác ý của những thế lực có âm mưu sâu xa? Chúng tôi không có tư cách để phán xét. Chúng tôi chỉ ở đây để cung cấp cho quý vị một cái nhìn đầy đủ, đa chiều nhất về nhân vật đang gây tranh cãi dữ dội này. Và hãy để bản thân của quý vị là người tự kiểm nghiệm và đưa ra những nhận định đánh giá cho chính mình. Đầu tiên, vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, sau rất nhiều tranh cãi và yêu cầu làm rõ, Giáo hội Phật giáo xác nhận đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm. Lý do mà Thầy Thích Chân Quang bị kiểm điểm là vì đưa ra các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý của Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Một số lời dẫn dụ có nội dung như thế này: có những người thích vô phòng máy lạnh, thiệt lạnh thiệt mát, sống ngược lại với cái nóng bên ngoài. Thầy vẫn nói người này hơi ác. Đời này có nhiều người bị lở miệng, ung thư miệng cũng bởi vì sao? Đời trước thích câu cá. Không bao giờ mình nằm hay ngồi mà gác chân lên cao, ngang, đưa ngang đầu, ngang mặt người khác. Rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bằng chân vô mặt hết. Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Cho nên cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh. Kể về việc ma đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Hay khi nói về nhân quả của việc trồng cà phê của bà con nông dân, mình trồng cà phê, người ta uống, người ta mất ngủ. Mốt quá, mình mất ngủ thì ráng mà chịu, mình gieo nhân gì thì ra quả đó. Khi nói về việc cúng dường cho chùa, thí dụ như mà mình có cái nhà mà tự nhiên sát bên chùa, mình nhìn qua nhà chùa, mình thấy cái chùa chật chội, Phật tử tới nhiều mà chùa chật quá, thì nói thẳng một câu, mà người có tâm đạo đó cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, cũng hết,
thành đất của chùa rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó hưởng được phước. Lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt, nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện cúng dường là chính. Đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Còn rất rất nhiều câu nói về nhân quả của Thầy Thích Chân Quang khiến cho cộng đồng mạng bất bình. Nhưng phải kể đến đỉnh điểm nhất của những phát ngôn này là khi Thầy Thích Chân Quang nói về Thầy Thích Minh Tuệ như sau. Thí dụ như thấy một cái tai nó mặc đồ rách, nó ôm cái bát, nó đi lang thang. Ô, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận. Mà không biết có phải tai đó nó thiệt không? Nó tu cái gì? Nó học cái gì? Nó học bao nhiêu kinh điển? Nó dứt tâm chưa? Nó biết cái giới hạn giới luật là gì không? Lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái? Sửa được cái gì rồi? Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là ô, đây là bậc thánh của tôi. Đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Và rồi ngày 17 tháng 5 năm 2024, các phương tiện truyền thông công bố sự việc Giáo hội Phật giáo kiểm điểm Thượng tọa Thích Chân Quang. Thế nhưng, trên thực tế thì buổi làm việc đã diễn ra được gần một tháng trước đó, tức là vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng được xác nhận đã không còn nắm giữ chức vụ lớn trong giáo hội nữa. Trước kia, Thượng tọa Thích Chân Quang từng đảm nhiệm chức vụ là Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng hiện tại thì ông chỉ còn là trụ trì của chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Chúng ta cứ ngỡ động thái dứt khoát này của giáo hội sẽ chấm dứt những ồn ào thị phi xung quanh Thượng tọa Thích Chân Quang. Nhưng không, ngày 27 tháng 5 năm 2024, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh của Thầy Thích Chân Quang ăn mặc giản dị, thế nhưng lại ngồi trong phòng trưng bày xe hơi. Chủ tài khoản đăng tải hình ảnh này bày tỏ lòng biết ơn với vị khách hàng là Thầy Thích Chân Quang và tiết lộ rằng thầy đã bỏ ra một khoản tiền là hơn 2 tỷ đồng để mua một chiếc xe Volkswagen và Rogan màu đỏ nâu. Ngay sau khi sự việc mua xe được lan truyền trên mạng xã hội, có thông tin Thầy Thích Chân Quang đã bỏ cọc và không mua nữa. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa là gì so với kiếp nạn tiếp theo đây. Nữ diễn viên Angela Phương Trinh, người được coi là học trò thân cận của Thầy Thích Chân Quang, liên tiếp cho ra những bài viết gây tranh cãi. Từ những dòng trạng thái video tỏ thái độ mỉa mai gây gắt dành cho một vài cá nhân tổ chức, đến gọi những quan điểm đi ngược lại với mình là truyền thông bẩn hay là giặc, cư dân mạng bất bình cho rằng Angela Phương Trinh tự xưng là Phật tử mà tâm còn quá sân si, nghiệp càng nặng. Người ta không làm gì động tới mình, thế nhưng lại dùng những lời lẽ hằn học mỉa mai phán xét, mà khẩu nghiệp thì lại là loại nghiệp nặng nhất trong các loại nghiệp. Dù việc ồn ào đến mức mà Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng sẽ trao đổi với Sở Thông tin Truyền thông về trường hợp có tài khoản tên là Angela Phương Trinh trên góc độ là chuyên môn văn hóa. Sự việc càng trở nên ồn ào khi mà chính gia đình của nữ diễn viên cùng lên tiếng. Em gái của cô là Lê Ngọc Phương Trang cũng đã viết một bài dài trên trang cá nhân có tít xanh chính chủ để giải bài rằng chị gái Phương Trinh không còn là người chị mà cô biết của trước kia. Chị những gì mà chị Trinh thể hiện bây giờ không giống như những gì mà chị từng dạy em gái. Cô cho biết rằng đã từ lâu chị gái đã không liên lạc với gia đình. Chia sẻ về vấn đề cá nhân nên là Phương Trang thực sự hoảng sợ khi nghe được nhiều nguồn tin trên mạng về việc chị đang rất khó khăn trong kinh tế sinh hoạt hàng ngày và nhiều thứ khác nữa. Gia đình đã cố hết sức để khuyên can Phương Trinh, thế nhưng không có gì thay đổi. Về phía mẹ ruột của Phương Trinh cũng đã chia sẻ lại bài viết của Phương Trang và kèm dòng chú thích cho biết rằng
con gái đã bị dẫn dắt, đang u mê. Điều đáng nói là bà chỉ đích danh thầy Thích Chân Quang. Đọc những lời đau xót của mẹ và em gái Phương Trinh, đã có không ít người cho rằng từ một cô gái xinh đẹp thương mẹ chăm em trở thành một người như hiện tại khiến cho mẹ đau lòng bất lực, em gái bị liên lụy vì khủng hoảng truyền thông do chị gây ra. Chúng ta hay thường nghe câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Như Phương Trinh, chân tu đâu chưa thấy, những gì mà cô đang đi theo như được các ma dẫn lối đến u mê lạc đạo. Trong lúc mà vụ lùm xùm của đệ tử ruột chưa đâu vào đâu, thì lại có một đoạn ghi âm từ nhiều năm trước được tung lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người bàng hoàng kinh hãi về một bậc tu hành. Nếu như những thông tin này là sự thật, trong đoạn ghi âm là những đoạn thoại đối chất giữa các nhà sư được cho là của sư thầy Thích Chân Quang, sư Thích Thiện Hòa, Thích Bảo Nguyên, Thích Bảo Nhật liên quan về việc bê bối ở chùa. Trên hết, nếu như đoạn ghi âm này là có thật, có tính xác thực từ phía cơ quan chức năng, thì đó sẽ là một cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho thầy Thích Chân Quang phải đối mặt với pháp luật. Sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính xác từ phía cơ quan có thẩm quyền. Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng nói, muốn đánh dân tộc ta thì phải đánh đạo Phật trước. Dẫn biết bao nhiêu âm mưu thế lực thù địch dòm ngó quê hương ta, thì đạo Phật ta vẫn luôn giữ vững để lập trường mình yêu nước thương nòi. Giữ gìn cái chính nghĩa là như vậy, thì không phải là mọi thế lực đều thích ta, họ tìm cách phá ta, và ta phải hiểu về họ để đề phòng cho chính mình. Ở Việt Nam, đạo Phật luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc. Khi nói về người Á Đông thì người Việt Nam của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới mái chùa, tiếng chuông, câu kinh kệ. Lập luận của Thượng tọa Thích Chân Quang và những người ủng hộ của ông là nếu như đạo Phật bị xã hội quay lưng thì xem như bức tường về tinh thần và đạo pháp của dân tộc đã bị đạp đổ. Sau đó thì một tôn giáo mới sẽ được thay vào đó là một cuộc chiến không tiếng súng. Thế nhưng nguy hiểm hơn, nếu muốn xóa sổ ngôi nhà Phật giáo thì phải đánh cho sập rường cột của ngôi nhà đó đi. Những rường cột này chính là các bậc cao tăng, hiền đức quy tụ được sự kính ngưỡng của đông đảo Phật tử. Triệt hạ uy tín của các bậc cao tăng rồi thì cái quý giá nhất là đạo tâm của rất nhiều Phật tử cũng sẽ sụp đổ. Đạo Phật vì thế mà cũng dần suy thoái, biến mất theo. Chính vì thế mà những người ủng hộ thầy Thích Chân Quang cho rằng không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian gần đây là xuất hiện hàng loạt các tín đồ thất thiệt, những bài viết công kích, nói xấu, nhục mạ, những lời buộc tội vô căn cứ nhắm vào các vị cao tăng trong Phật giáo, phủ sóng rộng rãi khắp các ngôi chùa cũng như là đầy rẫy trên mạng xã hội. Thầy Thích Chân Quang càng là mục tiêu phải tập trung chống phá, vì thầy thường hay giảng giải về lòng kính Phật, lòng yêu nước, kêu gọi Phật tử yêu đất nước dù có phải hy sinh tất cả. Chúng tôi tin rằng khi nghe đến đây thì mỗi người trong chúng ta đều đã có kết luận cho riêng mình. Cá nhân chúng tôi, những người làm truyền thông Phật giáo nghĩ rằng những thông tin cáo buộc về thầy Thích Chân Quang cần được điều tra một cách nghiêm túc, bởi vì nếu những thông tin đó là bôi nhọ thì cần làm rõ để trả lại sự trong sạch cho nhà tu hành. Còn nếu tất cả là sự thật thì hãy để cho thầy Thích Chân Quang, công dân Dương Tất Diệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước những người đã bị ông làm ảnh hưởng, và cũng là trả lại sự trong sạch cho đạo Phật. Ngày nay rất nhiều giới luật đều đã bị sửa đổi, một số hòa thượng còn được lãnh tiền lương tiền thưởng, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích còn có tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà mua cửa. Chùa chiền lại biến thành nơi của những kẻ buôn thần bán thánh, chúng sinh tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính, tăng ni trong chùa. Đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng tục, lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu. Sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất.
những người khoác áo Phật gia như thế, nhưng không chân tu, làm diện mạo của Phật Pháp bị quen ố, khó lý giải và trở thành dị đoan trong mắt người đời. Những người như thế thì phải cương quyết loại bỏ. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đồng phủ nhận bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính, làm công việc cứu khổ độ sanh và giữ gìn riêng mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua. Hãy để cho đạo Phật mãi là một tôn giáo tốt đời đẹp đạo, khiến cho mọi người hướng về Phật với sự coi trọng chân thành và giản dị như bao đời nay trên dải đất hình chữ S này. Chúng ta không thể tha thứ cho những việc mượn đạo Phật truyền bá những thứ trái với luân thường đạo lý, phục vụ mục đích kinh doanh và vụ lợi, hay là chia rẽ các tôn giáo với nhau và trong cùng một tôn giáo. Chúng ta không thể để giả lây cho những vị tăng ni Phật tử chân chính, những con người sống vì nhân dân, vì tổ quốc, cống hiến cho cuộc đời. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã xem hết video này của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể để lại những ý kiến cá nhân cũng như các góp ý cho chúng tôi dưới phần bình luận của video nhé. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả thân tâm luôn an lạc. Hãy dùng trí tuệ và lòng từ bi để soi sáng con đường nghe Pháp, tu học của mình quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, như chúng ta đã biết, vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thông báo số 244, thông báo của Hội đồng Trị sự, văn phòng 2, kết luận về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với lý do nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả không đúng với chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian là 2 năm. Lệnh cấm nêu trên có thể được coi là đòn giáng mạnh vào thu nhập của Sư Chân Quang, người mà lâu nay gây tranh cãi với việc hù dọa Phật tử về thuyết nhân quả để họ cúng dường thực nhiều cho chùa của ông. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang trong xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Qua phản ứng của xã hội suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều sai phạm của Thượng tọa Thích Chân Quang về việc thuyết giảng tuyên truyền sai với tôn chỉ của Đức Phật, buộc Ban Tôn giáo Chính phủ phải lên tiếng, giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam truy cứu và xử lý. Trước đó, Đại Đức Thích Nhuận Đức cũng bị một năm cấm giảng về tội nói xàm kém duyên khi thuyết giảng trước Phật tử. Thì Thượng tọa Thích Chân Quang không chỉ nói xàm, một tu sĩ giảng đạo sai giáo lý, tự ý sửa giới luật, đưa quần chúng vào con đường mê hoặc tà kiến. Đa số công chúng vô cùng hài lòng vì quyết định này của Ban Trị sự Giáo hội dành cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Song bên cạnh đó cũng có rất nhiều người cho rằng việc cấm giảng 2 năm đối với Thượng tọa Thích Chân Quang thì còn quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe. Mặt khác, theo những người ủng hộ Thượng tọa Thích Chân Quang, kể cả bản thân của Thượng tọa Thích Chân Quang đều cho rằng mạng xã hội cắt ghép, YouTuber, TikToker là những truyền thông bẩn, không đúng sự thật, và giáo hội đã xử oan cho bậc thầy đáng kính của họ. Tuy nhiên, cũng trên các nền tảng như YouTuber, Facebook và TikTok, không khó để chúng ta có thể tìm được video
có các phát ngôn gây cãi của Thượng tọa Thích Chân Quang. Sau đây là một số câu nói gây ra nhiều tranh cãi của nhà sư Thích Chân Quang, có thể kể tới như: phải tìm tiền mệnh giá cao và đưa cho thầy trụ trì, ông thầy trụ trì mới làm được việc đạo. Tại sao ta lại được gương mặt đẹp như vậy? Bởi vì kiếp nào đó ta cũng tham dự lễ đúc tượng và ta cũng đã cúng dường. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả cái nhà của mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác mà ở. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm. Những phát ngôn đó là một trong những minh chứng là có phải cắt ghép hay không? Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất trên trang web Phật giáo nổi tiếng có tên là Thư Viện Hoa Sen.org có đăng tải một bài báo nói về sự việc của nhiều năm trước với những vụ bê bối phải nói là khủng khiếp của Thượng tọa Thích Chân Quang, của tác giả có bút danh là Minh Mẫn. Trong bài viết của tác giả có đề cập tới rất nhiều sai phạm của Thượng tọa Thích Chân Quang. Mặc dù chưa biết tính xác thực của những tin tức này, nhưng chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị để quý vị có một cái nhìn đa chiều về vị sư này. Ông có phải là bậc chân tu bị quan hay không? Bị hãm hại hay không? Thì chúng ta hãy cùng nghe và tự chiêm nghiệm quý vị nhé. Bản thân Thượng tọa Thích Chân Quang cũng tự nghĩ mình là bị nạn, cũng như từng bị nạn vào năm 2009, ngày mà toàn bộ tăng ni chúng và nữ Phật tử bị lạm dụng tình dục, xác nhận làm bản tường trình kiện Thượng tọa Thích Chân Quang, thì thầy liền dẫn tăng ni về Tóc Tiên lập nơi an trú riêng để tu tập. Tuy nhiên vẫn chưa yên ổn khi nghe sư phụ lập mưu lấy lại đất ở Tóc Tiên. Sự việc tranh chấp đất đai này là có thật và đã có một thời gian âm ỉ đến chính quyền một thời gian dài. Ngày 9 tháng 12 năm 2009, tại công ty Pháp Quang Phú Nhuận, Thượng tọa Thích Chân Quang bị tố giác đối chất hạch tội, đuối lý. Thượng tọa Thích Chân Quang nói là có gì để luật pháp xử lý. Trong clip, thầy Thích Chân Quang than vãn cuộc đời ông chịu nhiều đau khổ, ngoại đạo, thế lực ngầm, cấu kết với đệ tử để ám hại ông. Ông luôn hoang tưởng bị nhiều kẻ hại, cứ như ông là nhân vật chủ chốt của đất nước, bảo vệ tổ quốc, vì tự nhận mình là cháu của Bác Hồ. Theo ông kể thì kế hoạch ám hại ông sẽ làm không còn ai tin tưởng ông, xa rời ông, thân bại danh liệt, không có nơi cư trú, sẽ chết đầu đường xó chợ. Khi lên clip trăn trối, ông trông thật là thảm hại, giọng nói thì yếu đuối, ủ rũ trong bộ áo lam, không còn oanh liệt hùng hồn trong chiếc áo vàng như mọi ngày, kêu gọi sự thương xót của những ai còn thông cảm cho thầy. Ông than rằng mục đích ông xây dựng giáo lý Phật giáo để ăn sâu trong mọi ngõ ngách, làm mới Phật giáo, kêu gọi lòng yêu nước thương dân như một lãnh tụ, và trong sâu thẳm ý tưởng ông sẽ lập một giáo phái thiền tông riêng, và nội quy kế hoạch điều hướng còn nằm trong ngăn tủ để chờ thời gian. Từng bước sửa lại giáo lý, tổ chức chân rết đã có hơn 60 đạo tràng khắp cả nước, đang hướng ra các quốc gia lân cận. Để tổ chức thật chặt chẽ, ông buộc những thanh niên gia nhập phải có những lời thề độc địa, trung thành quốc gia, trung thành đạo pháp, chỉ là lớp áo che đậy bên ngoài, căn bản là trung thành tuyệt đối với sư phụ. Vì sư phụ quan trọng hơn cha mẹ, đã đưa con vào đường tâm linh. Quý vị muốn biết những lời thề này thì hãy tìm vào trang Phật Quang. Không biết đến thời điểm này đã bị gỡ hay chưa? Chúng tôi xin tóm gọn lại những lời phát nguyện trung thành tuyệt đối như thế này: nếu con phản bội quê hương thì con sẽ chết thảm thương hình hài. Nếu con phản bội Như Lai, thân con lửa đốt qua vài triệu năm. Ân tình sư phụ cao thâm, con mà phản bội đọa cầm thú luôn. Trong từng hơi thở con luôn, sống vì nghĩa lớn đến muôn vạn lần. Nếu còn một chút cá nhân thì con xin chịu tan thân nát người.
nghe ai hiểm ác buông lời, khinh nhờn Đức Phật có trời đất hay. Con thề quyết liệt ra tay, làm cho kẻ đó phải thay đổi liền. Nếu không sám hối triền miên, thì xin đưa tiễn về miền U Minh. Quê hương tổ quốc oai linh, ngàn niềm yêu mến dạng tình kính thương. Kẻ nào xâm phạm bất lương, con thề đoàn kết tìm đường đập tan. Cờ hồng nhịp bước hát vang, tình yêu đất nước ngập tràn trái tim. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị và các bạn, chưa dừng lại ở đó, năm 2009 tưởng chừng chấm dứt thời vàng son, nên Thượng tọa Thích Chân Quang lên clip nói lời trăn trối. Bây giờ chỉ cần 2 năm nhập thất để nhìn lại ý tưởng sai trái, giảng giải tà kiến mà rút kinh nghiệm. Thượng tọa Thích Chân Quang hoan tưởng là một giáo chủ sáng lập chủ thuyết mới, nhiều ảo giác như các giáo chủ từng phát sinh tại Nhật, Hàn Quốc, đem lại những xáo trộn cho đất nước. Và thực tế chúng ta thấy một thực tại Phật giáo nước nhà thời gian qua vô cùng hỗn độn. Sự ảo tưởng về mặt chính trị chỉ gây khủng hoảng cho một xã hội, ảo tưởng tà thuyết tôn giáo dẫn dắt nhiều thế hệ vào u mê tâm tối, sẵn sàng hy sinh trung thành tuyệt đối cho giáo chủ. Vẫn không ít người hiện nay còn tin tuyệt đối thầy mình bị oan, thầy mình là bậc chân tu, thầy mình là trong sạch, là người có công với Phật giáo. Thời gian nữa chúng ta sẽ được sáng tỏ về vấn đề này. Tất cả các giáo hội phái tà đạo trên thế giới gắn liền với hành động cực đoan, thành viên muốn thoát ra đều bị thanh toán vì lời thề khi gia nhập. Các chính phủ luôn theo sát mọi động tĩnh của các tà giáo. Xin nhắc lại là trước đây Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng đề cao hội Tam Hoàng và nói rằng xã hội ổn định là nhờ xã hội đen. Chúng ta tự hỏi, một nhà sư nếu không cùng chí hướng thì tại sao lại dám đi tán dương những thế lực trong bóng tối? Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng dám cả quyết rằng toàn bộ Bộ Công an bị Hồi giáo bôi nhọ. Tại sao Thượng tọa Thích Chân Quang luôn thuyết giảng nhiều bài giảng về nhân quả như cà phê, karaoke, du lịch đều tác hại? Tại sao Thượng tọa Thích Chân Quang dám nói Việt Nam là em của Trung Quốc, Lý Thường Kiệt chống Trung Quốc là hỗn, trong khi đất nước ta luôn bảo vệ biên cương tổ quốc? Ông cha ta từng đánh đuổi Bắc Phương, đã đô hộ đất nước cả ngàn năm. Đây quả thực là điều khó hiểu mà hàng triệu người đang tự đặt ra câu hỏi cho vị tu hành này. Tất cả những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang cần phải tổng hợp xem xét lại, không chỉ đơn thuần là sai giáo lý của Đức Phật, mà đâu đó còn liên quan tới những vấn đề khác của xã hội. Dẫn dắt truyền bá các tín đồ cuồng đạo đi theo những luận điệu xuyên tạc u mê. Việc các nhà tu hành bị kỷ luật thời gian qua sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho một bộ phận tăng ni đang đi lầm đường lạc bước, quay đầu là bờ. Đất nước của chúng ta sẽ an bình khi không còn con người phá hoại ngầm mang danh tôn giáo. Phật giáo sẽ trong sạch hơn khi vắng những tăng tướng luôn hướng đến quyền lợi và quyền lực ngầm, làm suy giảm niềm tin của quần chúng. Không ai phá được Phật giáo nếu không phải là các nhà sư, người đứng đầu thiếu đạo hạnh, nhiều tai tiếng thị phi cả. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều hướng về tâm linh, về Phật Pháp, đều hy vọng được Phật Pháp soi đường dẫn lối, bước qua u mê, cuộc đời bớt khổ đau và tìm về hạnh phúc an lạc. Phật giáo sẽ vĩnh viễn là tôn giáo lớn mạnh nhất đất nước Việt Nam chúng ta.